Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương, chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh. Hôm nay anh Nguyễn tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác đam mê và yêu thích về cục đẩy công suất lớn. Thì hôm nay em nhập tiếp tục được 5 cục đẩy công suất lớn có tên là Clip Audio SA30. Thì cái mục đích cục đẩy này chủ yếu là phục vụ các cái dòng loa lớn, từ lớn, ví dụ như súp kép 50, rồi là loa full 725, 715, tức là từ lớn. Từ lớn này tức là cái từ rất to ấy, và họng lớn, đánh bền bỉ, đánh lâu dài, vẫn đảm bảo được sức mạnh âm thanh và ổn định nguồn ra. Thì đây chính là dòng cục đẩy đại diện cho sức mạnh. Dòng này có thể chơi trong nhà được quá nhá, có thể ngoài trời được, nhưng trong nhà là nó hơi phí, nhưng mà chơi vẫn ok. Thì dòng này là dòng anh Nguyễn đã cung cấp rồi. Hôm nay anh Nguyễn nhập hàng và giới thiệu lại các bác. Nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Đây chính là hiện diện này. Phía trong khối nguồn rất lớn với nhá, khối nguồn rất lớn này. Nguồn hình xuyến rất to và cao. Rất là to và lớn nhá, to và cao. Tiếp tục, cái dòng này chạy 4 cửa gió nhá. 1 2 3 4, 4 cửa gió. Tụ đồng nguồn với này. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 16 tụ đồng nguồn. Cỡ to. Điện áp nó là 63V và lọc nó là 10.000 microfarad. Và chạy liền lúc là 3 điếu tăng cầu. 1 2 3. Để cung cấp cho bộ công suất và các bộ phụ khác. Đây là khối nguồn. Về số lượng xò, thế như này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 60, 1, 2, 2, 4 là 68 xò. Thì trong đó nó chạy là 60 xò. Có tên là TTC 5200 dây ban và TTA 1943. Thì đây hoạt động trong chủ đề kéo. Thì cơ bản là những cái mạch ấy, mạch điện ấy, những cái mạch mà để đánh âm thanh hàng lặng ấy, bền bỉ, thì thường người ta thiết kế theo mạch để kéo. Nên thường vậy, âm thanh nó thật, nó tròn, nó chắc mà nó bền. Thì dòng này là dòng sò mà TTC và TTA là một dòng cực phổ biến trên thị trường hiện nay. Có thể giờ em khẳng định là đến 90% đang sử dụng dòng sò này ở các cục đẩy khác nhau, ở các loại cục đẩy khác nhau đấy nhá. Đấy, 90% thì dòng này là chạy 60 sò dây ban TTC và TTA 1943, và nó có thêm 6 thò, 6 thêm sò 4 này, 8 8 sò bù áp. 8 sò bù áp nhé. Tổng cộng là 68 sò. Cho nên là nó rất khỏe, rất phù hợp với anh em đánh sự kiện. Quạt gió lớn cho nên nó mát, khi làm việc rất là mát. Một quạt hút và một quạt đẩy. Đấy. Thì dòng này là dòng 2 kênh. Dòng 2 kênh. Nó có rất nhiều chế độ khác nhau. Chế độ đánh điện áp khác nhau này. Độ nhạy tức là 1.4, 1.0, 0.775. Thì đây là đánh to nhất là 0.77 gạt lên. Và có 3 chế độ đánh khác nhau. Một là Bri, 2 là Bara, 3 là CT. Có mạch cắt cốt. Là tiền đánh cắt cốt là không có trầm, vẫn có ra tiếng trầm được. Mạch limit. Rồi cái cầu để chập mát. Đây. 4 con gió. Mà nhìn rất là đẹp nhé. Hàng chất lượng cao, hàng xịn đấy, nhập khẩu từ Trung Quốc luôn. Và là nó có cái bo cấp điện để bảo vệ nguồn, tức là khi bác cấp điện vào đây đấy, thì nó sẽ không lên ngay mà nó sẽ về chế độ chờ. Các bác ấn giữ trong khoảng 3 giây, nó sẽ lên thì âm thanh không mở to ngay, nó từ từ sau khoảng 5 giây bắt đầu nó 5 giây thì các bác để hay này,
thì nó mới đạt được cái công suất của nó. Đấy. Thế dòng này em khẳng định đánh một đôi loa JBL 715 và một đôi loa JBL 725, tức là 6 bát 40 từ 22-100 và có thể đánh được 4 chiếc kèn lúc, là vô tư với nhá. Đấy. Đây là cụ đẩy là Crit Ayosa 30. Thì trước kia ấy, nó ra hai dòng. Dòng CA20 52 sò và CA20 60 sò, tức là giống con này. Nó y hay con này. Nhưng mà cái người mà dùng sản phẩm hay bị lẫn, cho nên nhà xuất là người ta sang cái mẫu là CA30 anh tím này. Cho nó nhầm lẫn với nhá. Bản chất của CA20 màu cam ấy, bốn cái gió chính là con này, bởi vì nó hay bị lẫn, nhầm lẫn giữa 20-52 và 20-60, cho nên người ta sang cái màu xa 30 tím này, đỡ nhầm lẫn, tức là dùng bốn cái gió 1-2 này, 3-4. Đây em mà thử các bác nghe nhé. Đây em chơi từ máy tính vào luôn nhé, từ máy tính của lại luôn, rồi đánh súp kép rất là nhàn mà 725. Tức là chơi được một đôi la 725 và một đôi la 715 đâu cùng lúc. Nghe tiếng bát nó nhá, cực uy lực luôn. Và anh nghe là cú này cú đánh sâu. À, tức là một cái hình dung này, cụ đẩy này mà để đánh loa ấy, nó nhàn lắm. Đấy loa 725 thì nó quá nhàn, nó quá dư tải. Chứ nó chạy nó bền bỉ. Không nóng. Đấy. Thì đây là dòng cụ đẩy hiện diện ra sức mạnh của nhá. Các bác các anh chị làm sự kiện có nhu cầu liên hệ với anh Nguyễn, hoặc gia đình dùng vô tư, nó không phải sự kiện mà gia đình luôn. Em chào các bác.